Thưa quý vị và các bạn, làn sóng dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, làm cho nhiều địa phương trên cả nước buộc lòng phải thực hiện giãn cách xã hội. Điều này đã gây khó khăn trong việc giao thương, tiêu thụ sản phẩm. Theo thống kê, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang còn tồn trên 700 tấn nông sản chưa tiêu thụ và trên 22.000 hecta lúa vào kỳ thu hoạch. Trong khi đó, thì nông dân đứng ngồi không yên bởi những mặt hàng nông sản đã quá ngày thu hoạch lại không có thương lái thu mua. Giá cả đang trên đà lao dốc. Đây là bài toán hết sức nan giải của các cấp chính quyền và ngành chức năng khi đang trong thời điểm dịch còn diễn biến hết sức phức tạp. Trong chuyên mục kết nối tiêu thụ nông sản hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những hình ảnh về nông dân huyện Kiên Lương tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản. Sau 3 năm thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp từ đất kém hiệu quả sang trồng khoai môn, nông dân xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương rất phấn khởi vì lợi nhuận thu về trên cùng một diện tích tăng hơn nhiều lần so với trồng lúa. Đến nay, diện tích trồng khoai môn của huyện đã mở rộng trên 83 hecta, năng suất bình quân 17 tấn trên 1 hecta. Tuy nhiên, thời điểm thu hoạch khoai môn cũng là lúc dịch bệnh COVID-19 bùng phát. Đến nay, chỉ có khoảng một nửa diện tích khoai được thu hoạch, sản lượng tồn trên 470 tấn. Từ lúc mà bắt đầu mùa dịch, nghe cái tình trạng nó môn bây giờ nó quá ngày quá tháng rồi. Như cái cụ này bây giờ nè, như tôi mới nhổ lên á, thì nó để lâu quá, bây giờ nó bị hà, nó muốn là hư cái cụ rồi. Nếu mà không giải quyết kịp thời á, thì tình trạng môn này bây giờ nó là cũng mệt cho bà con. Chưa bị dịch á, thì nó khoảng 25.000 đồng một ký. Đến giờ này thì còn có 7.000 rưỡi một ký à. Thì không có người mua thì rất là nhiều khó khăn. Thì cũng mong các ngành chức năng cố gắng hỗ trợ tiếp để thu cho vận động cho thu lái vô để thu gom tiếp cho bà con. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thị trường tiêu thụ nông sản hầu hết bị thu hẹp. Để tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, Phòng Kinh tế huyện Kiên Lương thực hiện sự chỉ đạo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Kiên Giang đã triển khai các biện pháp như thành lập tổ hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, phối hợp với Bưu điện tỉnh hỗ trợ vận chuyển tiêu thụ nông sản, đồng thời kết nối với các trang mạng xã hội tìm kiếm thị trường các đầu mối ở ngoài tỉnh. Để hỗ trợ trong việc tiêu thụ thì cụ thể tính tới thời điểm hiện nay thì chúng ta đã tiêu thụ được trên 50 tấn. Thì trong đó đó là phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam của huyện hỗ trợ các cái hộ nghèo, hộ cận nghèo trên 5 tấn. Rồi hỗ trợ phối hợp với chỗ bưu điện của huyện thì hỗ trợ trong việc lưu thông đó là trên 10 tấn. Và hiện bây giờ thì tiếp tục để liên kết cái kết nối cung cầu đối với các cái thương lái ở Châu Đốc của An Giang. Thì trong những ngày qua thì việc lưu thông đã có thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, tình hình tiêu thụ vận chuyển thủy sản trên địa bàn huyện cũng đang gặp khó khăn. Số lượng cá mú, cá bóp tồn trên 140 tấn. Giá bán giảm từ 30.000 đồng một ký. Nên số hộ dân nuôi cá ở xã đảo Hòn Nghệ đang chờ qua đợt giãn cách xã hội, hy vọng giá tăng sẽ thu hoạch bán, hạn chế bị lỗ. Cùng với khoai môn và các mặt hàng thủy sản, vụ lúa hè thu năm nay trên địa bàn huyện Kiên Lương cũng đang vào kỳ thu hoạch rộ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là không có thương lái đến thu mua. Nếu có thì rất ít. Do thực hiện giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến đầu ra cho hạt lúa, nông dân hiện rất lo lắng. Vụ lúa hè thu năm nay, huyện Kiên Lương gieo xạ 22.500 hecta, đạt 100% kế hoạch. Lúa phát triển tốt đang trong giai đoạn đồng trổ đến chín. Trong đó, lúa trổ chính cần thu hoạch chiếm khoảng 50% diện tích, năng suất bình quân 5,7 tấn trên 1 hecta. Toàn tỉnh hiện còn khoảng 167.000 hecta. Lúa hè thu chưa thu hoạch chiếm gần 60% diện tích gieo xạ. Trong đó, huyện Kiên Lương chiếm trên 10% diện tích lúa chưa thu hoạch. Giờ lúa chín nhiều lắm rồi mà giờ thương lái không có. Ghe nái rồi mua, nó cực khổ lắm. Có thể giống như trong huyện, mấy huyện thì nó còn cho đi lại, còn ngoài tỉnh là phải tét nọ tét kia. Máy bóc đồ khó khăn quá à. Rồi là nhân công đi ghe thu mua, đi mua lúa đồ, không có ghe đồ. Đề nghị cho nhà nước hỗ trợ đồ cho nông dân đồ mua bán đồ dễ. Giờ giá lúa hiện giờ là bán được có 5.000 mấy một ký à. Tính ra là khoan vật tư rồi cái gì cũng mắc, tính ra không có lãi. Do tình hình chung ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều nông sản của nông dân đến ngày thu hoạch không có thương lái thu mua. Để gỡ nút thắt này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành công văn 1227, tạo điều kiện tốt nhất cho các công ty doanh nghiệp thương lái hoạt động. Cùng với đó, lực lượng quân đội quân khu 9 cũng sẽ hỗ trợ lực lượng, xe vận chuyển giúp dân thu hoạch, tiêu thụ nông sản.
Ngoài ra, để thích ứng với tình hình sản xuất mới, nhằm tránh điệp khúc được mùa mất giá, huyện Kiên Lương đã đưa ra các giải pháp giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm. Trong thời gian tới đó thì tùy theo cái tình hình dịch bệnh thì ủy ban dân huyện sẽ rà soát cụ thể cũng như sẽ có cái định hướng tái cơ cấu nông nghiệp cũng như chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi cho nó phù hợp hơn trong cái tình hình thực tế của địa phương cũng như là cái thị trường tiêu thụ đầu ra cho các nông sản trên địa bàn của huyện. Dịch bệnh vẫn còn kéo dài, làm ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, kinh tế xã hội của người dân. Trong đó khó khăn lớn nhất là tìm đầu ra cho sản phẩm nông sản. Nếu không kịp thời tháo gỡ nút thắt này, sẽ làm đứt gãy chuỗi sản xuất và kết nối tiêu thụ, làm ảnh hưởng rất lớn đến tái sản xuất của vụ sau. Nông dân huyện Kiên Lương nói riêng và nông dân tỉnh Kiên Giang nói chung rất cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền, ngành chức năng, đặc biệt là các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có phương án tiêu thụ nông sản kịp thời để nông dân an tâm sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển.